Ok, chuẩn bị cuộn lên. Nên là tài xế của thằng Ngọc Xuân này. Còn đây là tài xế của thằng Ngọc Xuân hành diễn rồi, chừng là chép. À, nào thì hiểu anh à, đây bản địa của lấy cắp. Ok, hiện nay chuẩn bị hello hello tại ai ta chị chuẩn bị cụ là nào nào sợ của event của chăm hiện nay đặc biệt. Ok, trong chuẩn bị cụ là Ok, hàng được có. ok, cầm miệng một cọ rồi. Ok, hiện nay cụ là Hello. hello chuẩn bị tại ai cụ là này. Hôm nay rất là hân hạnh là tài xế đưa xe thật Ngọc Xuân nào event chăm rây họa to mò của nước chăm giải cậu ngạ bản địa của nước chăm này đấy. Chào cậu cậu. Ok. Rồi. Giờ này thì ai tự sướng là chuẩn bị ok giờ này chuẩn bị let's go đúng giờ event bên anh giờ thầy ai chuẩn bị tài xe cuộc làn ok thầu chú thầy ai chập rô thay ray là rất là vui về ray ni chăm ray tổ chức ray họp ray băng hoa phía bàn dài ca chuyện các bạn địa cái chăm ray ni cộng ray cộng cần thầy ai mới tóm bỏ ray ni bị băng hoa phía cổ cậu vợ phía ngạ kệ hồ sợ cái trăm rầy mong như cái play play như như ôn phần hai nó nè ok này là chừng chuẩn bị cuộc là ok bye bye ok nó tăng chưa phải quay hello salam chào ai wani sep tun ra nhờ là hồ bóng phẳng ngạ tài xế chứng sep cái nào cái event của nơi chăm tổ chức hôm nay là ngày xem một xem một kiểu rồi nghe đi cô xem giờ mày tân xem là lo chẳng dài hồi anh đây là lo nghe tài xế bảy bả như phán luôn ok cảm ơn tài xế mày tân chỗ giờ này chúng mày đã cùn là ok lê cô đây tài xế đọc hello ok kia okay, còn năn à thay thằng cậu đi một lấy ui khách một lấy ui lời cay nhiều dám động toàn cậu đang vào đấy trời cho ai dám động luôn trời xe mà sang năm đông trời toàn đây đây là ngã sợ security cái nhiều security Hay là mong như là tại ai là mong như là gì vậy?
chiếm hẳn thị trường. À, ok, mời xin đi. À, hẹn đi, tại ai tâm bó em. Đây là tôi là nào chuẩn bị chuyện tân giờ. Hẹn đi, tại ai tâm bó hẹn đi. Đây là của họ đồng phát triển của trăm tổ chức có bỏ huy hiệu và tại ai ta chế khi hà phải rai phải lâm khi hà ngạ kể cả đâu chân cho bản địa khi này rất là hành diễn này là mai tham dự thế này tổ ta mai tại thành phố San Jose. Ok, khi này là hô này là tài xe mong là cảm ơn tài xe hô đón đưa tại ai tổ ta mai khi này rất là vui vẻ. Ok, khi này biểu trang này là xe cổ cao quá. Ok, bye bye, see you. Ok, nên là bạn nào thế để ai tọt là nào diễn thân nhỉ? Giờ này diễn thân nhỉ? Chưa dù tình mình đã lỡ, rất mong chờ bóng người quay về. Đi được cái này. Bạn quay không? Đây là chị Tân nhỉ? Ok. Tân giờ này ok, chuẩn bị mà. Đây ok, đây ok này. Ok, đây là băng tiếp tăng. Ok, hai. Chấp rồi. Chấp rồi, một chữ đấy. Mày tính chỗ giờ là như này là chuẩn bị vào cua mà. Nhập vào chín. Ok, là ở đây nhập vào chín. À, ở đây. Ok. Ui, cây này tỏa vô môi để phiền quá đấy. À này à hiện nay cộng đồng tâm tổ chức hay tập bò này đi. Chỗ giờ hiện nay chuẩn bị đúng làm việc đẹp đúng giờ tòa cơ tư tiếng nhà là muốn như là mở màn tòa tiếng nhà bắt đầu là khai mạc. Ok, tiếng nhà khai mạc rồi. Hello chú, sao khỏe chú? Yeah. Hey, hi, hello. Hiện nay tại có cậu qua xong cây mong mừng mà nói qua ok làm cho theo xong cứ tại ai sẽ theo dõi chương trình làm cho là sẽ vào cuộc liên tục. Ok ok, bye bye. Hiện nay chương trình này chuẩn bị khi khai mạc. Vâng, tầm bò 200 ngày. Ok, hẳn dựa cho bà của Cami qua theo dõi quá. Ok. Okay.
cái mà chăm. À, này là giờ này chuẩn bị khai mạc. Giờ này tại ai mai chuẩn bị thi đấu giờ con bò này nè. Giờ này làm câu thầu du ký tại ai mi ba ta chị theo dõi vợ tôi vợ là chương trình buổi con thằng mặt như này. Đi qua vợ bây giờ hội đồng phát triển của con hoa trong cả hải ngoại. Phi ngã vợ chủ địa ca hoa du con vợ từ cái trăm. Thế này ok, đây là chỉ cần và bên đó qua thầu du phí cho tại các chị chập rô ok như này là chuẩn bị nên là chuẩn bị khi mưa phơi màn như này ok khai mạc chương trình ok mấy giờ đây cái an này cho hello này. Mong may. Ok. Đây là bạn. Đây chính mình. Mày qua sâm cơ à cái này té đông ghê rồi hả đấy à chào mày